Mọi người có nghe thấy em nói Được, ok. không? Thì bộ dữ liệu em lựa chọn là IT Spend Analytics, thì nó kể về bộ dữ liệu, kể về những cái khoản chi tiêu của cái bộ phận IT của một doanh nghiệp dựa theo các yếu tố như là business area, country region, sales region, month với cả department và IT area. Thì bộ dữ liệu này chỉ có những cái khoản chi tiêu của doanh nghiệp trong năm 2014 đấy. Trong quá trình quản lý chi tiêu của doanh nghiệp thì ban lãnh đạo cần xem xét sự hiệu quả của quá trình sử dụng vốn chi tiêu cho từng bộ phận của doanh nghiệp, và trong đó có bộ phận IT. Cái role mà em dự định hướng tới là COO. Thì những cái người mà có nghiên cứu về cái bài này là em làm theo Statistics Report. Mình sẽ tổng quan về cái overview của cái khoản chi tiêu của doanh nghiệp, và từ đó đánh giá về cái hoạt động chi tiêu của doanh nghiệp trong khoảng thời gian xem xét vào năm, và tại đây là năm 2014. Các cái report này thì em viết theo cái độ càng kỹ thì càng từ từ trái qua phải. Đầu tiên là về cost overview. Đầu tiên thì mình đánh giá về cái khoản chi tiêu của cái bộ phận IT theo thực tế và theo cái plan, theo cái kế hoạch của mình đặt ra. Thì em có một bảng matrix về cost element name là chi tiêu cho những cái sản phẩm như thế nào. Thì ở đây mình có đánh giá về cái sự chi tiêu thì có 100% theo target thì sẽ là màu xanh, 101 đến 109% thì sẽ là màu vàng, và trên 110% sẽ là màu đỏ. Đi sâu về vấn đề này thì mình đánh giá về variance analysis. Ở đây thì mình sẽ có những cái va của latest estimate theo tháng, thì mình chỉ đánh giá vào năm 2014 thôi. Trong này thì mình sẽ va plan là chính gốc là theo cái đường 0% này, thì mình thấy được là cái va của latest estimate 2 nó sẽ gần với và plan nhất, về kế hoạch nhất. Trong cái này thì mình sẽ đánh giá về cái phần trăm về cái plan analysis của mình. Đấy, thì em sẽ đặt ra những cái parameter để nhận xét về cái quá trình hoạt động của doanh nghiệp, như là đầu tiên em có thể đánh giá về role area với cả theo cái latest estimate 1 và latest estimate 1 như thế này. Thì mình thấy được là cái sự chi tiêu cho structural là nhiều nhất, hoặc có thể mình đánh giá theo tháng thì mình chi tiêu vào tháng 12 là nhiều nhất. Và em có lập thêm một tất cả và em có lập thêm một cái bảng nữa để đánh giá những cái top, những cái theo từng khoản chi tiêu của mình, như là country region, cost element group, IT area, department và business area. Thì cái này em sẽ đặt chỉ top từ 1 đến 10 thôi. Đấy. Thì mình thấy được là ở USA thì mình sẽ chi tiêu nhiều nhất. Mình có thể nhìn vào cái bảng bên cạnh. Thì vì cái những cái số lượng của những cái mình dynamic title nó không giống nhau, nên là mình không thể so sánh, mình không thể xếp từ, giả dụ như là cái element group này thì mình chỉ có 7 element group, nhưng thế nên là mình có thể, nếu chọn top 10 thì nó sẽ chỉ hiện đến 7 cái thôi, tại vì cũng chỉ có tối đa 7 cái thôi. Đó. Thì cái này thì bài báo cáo chỉ về cái statistic report, nên chỉ đánh giá về cái overview tổng quan nhất của doanh nghiệp. Em xin hết. Em chỉ Mới có một. học nhỉ, mời học nha. Hello.
Đầu tiên thì chúc mừng Phương đã hoàn thành bài present của mình nha. Chị có nhận xét đầu tiên đó là Phương đã có đã đưa ra tổng quan về giới thiệu về dataset này, có tổng quan về nội dung của bài thuyết trình cũng như là vấn đề mà bài thuyết trình muốn đề cập tới. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai là màu sắc mà em đưa vào trong bài báo cáo của em với cá nhân chị thì chị thấy khá là dễ nhìn và khá là rõ. Thứ ba là các sheet cũng có cái sự tương quan với nhau, và em cũng có giới thiệu ban đầu là bên trái nó sẽ là overview, nó sẽ là total, còn bên phải nó sẽ là đi detail dần, đúng không? Ok. Thứ tư đó là trong bản báo cáo của em cũng sử dụng rất là nhiều cái phần nâng cao, ví dụ như có tooltip này, chị nhìn thấy có tooltip, có parameters, có format conditional này. Đó. Đó, nên là nó sẽ giúp cho người đọc dễ hiểu hơn, dễ tiếp cận hơn với những cái số liệu mà em đưa ra. Tuy nhiên thì chị cũng có một số góp ý, đó là chị thấy sao nhỉ? Tức là nó đi hơi nhanh ấy. Tức chị đang mình đang ở cost overview và em đang đề cập tới phần là action plan status, đúng không? Trong khi đó chị thấy có hai cái biểu đồ bên cạnh nó cũng khá là có những cái insight, có highlight ấy, nhưng mình đã không được đề cập tới. Thứ hai là em sang hộ chị sheet variance analysis đi. Ở đây thì nó có một số chỉ số, ví dụ như là VAR-LE này, thì mình nên nên giải thích những cái chỉ số này nó là cái gì ấy, để cho người tiếp cận người ta dễ hiểu hơn ý. Còn ví dụ như này, những người có thể người đọc thì mọi người sẽ không hiểu cái LA này nó là viết tắt của cái gì. Sang hộ chị cái sheet cái report top analyst. Ở đây, đây, ở cái hiện tại em có thấy là cái top 10 country region ấy, thì USA đang chiếm tỷ trọng rất là lớn, đúng không? Thì mình có thể nhặt riêng cái USA này ra để mình phân tích. Nó riêng cái quốc gia này thôi, vì rõ ràng cái tỷ số của nó đang, tỷ trọng nó đang rất rất lớn so với những thằng còn lại. Thì đấy là cũng là một cái mình có thể đưa ra để mình phân tích làm cái report riêng. Anh Quang có nhận xét thêm gì không? Ok, thì đầu tiên thì chắc chắn là khen rồi. Phương là chắc chắn là cô gái chăm chỉ nhất ở trong lớp rồi. Tất cả các buổi thì đều xuất hiện. Đầu tiên là anh rất là cảm ơn cái tinh thần của Phương. Và chắc là mọi người khi mà xem cái bài thuyết trình của Phương thì mọi người cũng thấy là đây là cô gái mà mang nhiều đồ nhất. Tất cả những cái gì mà được gọi là tooltip hay là conditional formatting là tất cả top end này, few parameter này, top tiếp, rank ghép các thứ là Phương bổ hết vào trong báo cáo. Và anh nghĩ nó rất là hiệu quả, rất là ok, rất nhiều công sức, chắc chắn rồi, rất nhiều công sức được đưa vào, nó không dễ như cái việc mà vừa rồi. Tuy nhiên thì anh cũng chỉ có một vài nhận xét nhỏ nhỏ là trình bày thì hơi nhanh, vẫn đang dừng ở mức là mô tả dữ liệu. Thực ra là em cũng nói rồi, cái dữ liệu này nó chỉ đang nói về một năm và nó cũng tương đối là nó mô tả. Nhưng mà nếu mà mình có thể nhìn đào sâu hơn một chút nữa đấy, đưa ra được những cái gì đó nó đặc biệt hơn một chút, ví dụ như vừa rồi mọi người cũng đấy nhìn xem cái USA tỷ lệ nó cao như thế này đấy. Đấy. Thực ra nó cũng là một cái mà mình đánh giá mức độ chiếm tỷ trọng thằng này, chắc chắn là chiếm lớn hơn thằng này, nó chắc phải chín mấy phần trăm rồi, mình có thể đánh giá những thằng còn lại hoặc là như thế nào đó. Tức là từ những cái mô tả ban đầu mình đưa ra được những cái góc nhìn đặc biệt hơn cho cá nhân mình và từ đó phân tích được thì nó sẽ tốt hơn. Chứ nếu mà mình chỉ dừng ở bước mô tả thì lúc ấy mình chưa phải là chuyên viên phân tích dữ liệu.
Có thể là dữ liệu này, nhưng mà em cũng có thể dựa vào những cái kiến thức của em đưa ra. Tất nhiên chi tiêu cho IT thì chắc chắn là phải Mỹ rồi, Mỹ là cường quốc mà đúng không? Nhưng mà bây giờ đâu, với tình hình bây giờ thì cũng chưa chắc, Trung Quốc nó mạnh hơn, cũng có nhiều sản phẩm nó rẻ hơn mà em chưa đánh giá. Ví dụ là nếu cùng một sản phẩm nhưng mà Mỹ đắt, Trung Quốc rẻ, hay là các quốc gia khác rẻ hơn. Ok, có thể là dành nhiều thời gian hơn để mình tìm hiểu hơn thì anh nghĩ là hơn. Đấy, chỉ một vài này nhận xét thôi. Với cả trình bày thì nhấn mạnh những cái gì quan trọng. Mình đi nhanh quá nên nhiều khi là anh cũng bị đoán không kịp, mặc dù anh cũng đã xem bộ dữ liệu này với em rất nhiều lần rồi và anh rất là ưng, những cái cách trình bày, những cái lựa chọn màu sắc visual của em đều dễ nhìn. Không, tức là anh hiểu là dữ liệu của mình nó bị hạn chế ở mặt dữ liệu đúng không? Nhưng mà trí tưởng tượng của mình thì đâu có bị hạn chế. Đây là em làm bài thuyết trình mà em đưa ra được những cái giải pháp, có thể là nó không chỉ giới hạn dữ liệu của em chỉ kể hiện được cho cái bọn anh cái logic của em, tức là em đang suy nghĩ như này và em rút ra vấn đề này và em nghĩ là cái cách giải quyết của em sẽ là như thế này, kết hợp nhiều thứ chứ đâu phải là cứ có dữ liệu là mình chỉ nói về dữ liệu đâu. Dữ liệu cái mình đang có đúng không? Mình phải đặt ra cái tình huống nào đó và mình giải quyết cái vấn đề xong. Trong thực tế thì em làm được, em sẽ gặp đúng không? Tức là bài toán xếp ra nó cũng thế, nhưng mà thực ra mình phải mở rộng ra nhiều thứ, kết hợp nhiều kiến thức. Cái này thì đấy là cái một cái góp ý của anh thôi. Thì nhưng mà nói chung về tổng thể bài bài thì anh thấy rất là ưng. Thank you, Phương nhá. Học sinh chăm cô học sinh chăm chỉ.